Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Hoành hành tại Vương Xá, ngay trong ngôi làng của vị trưởng khố, thú vật, ruồi rồi đến gia súc chết đầu tiên. Tiếp theo là đám gia nhân và vợ chồng quản gia. Cuối cùng, bệnh dịch tấn công viên trưởng khố và vợ ông ta. Biết rằng đã mắc bệnh, hai ông bà nhìn đứa con trai đang đứng gần, mắt đẫm lệ, bảo nó hãy đập đổ bức tường và trốn đi. Đừng quan tâm đến cha mẹ, mà hãy cứu mạng của mình. Rồi sau đó trở về nhà đào kho tàng 4 tỷ tại nơi đó để sinh sống. Người con trai nghe nói vậy khóc sướt mướt, giả biệt cha mẹ, đập đổ bức tường và trốn đi. Anh vào rừng tìm nơi ẩn náu, ở đó suốt 12 năm rồi về nhà. Khi ra đi, anh chỉ là một đứa bé. Giờ trở về, tóc và râu mọc dài, không ai nhận ra anh. Anh tìm được kho tàng và thấy còn nguyên. Nhưng anh không dám lấy ra xài, vì sợ làng xóm nghi kỵ, quấy nhiễu hoặc bắt bớ mình. Vì vậy, anh đã tìm chỗ làm thuê để kiếm sống. Anh ta ăn mặc rách rưới, đến khu của những người lao động, và hỏi thăm xem có ai cần người làm không. Họ trả lời anh: nếu anh làm một phần việc của chúng tôi sẽ trả gạo cho anh. Làm việc gì thế các bạn? Ra lệnh và điều khiển công việc của chúng tôi. Anh phải dậy thật sớm, đi quanh những người làm và ra lệnh cho họ: các ông, thức dậy đi, đem xe ra, thắng ếch vào bò. Đã đến giờ cho voi ngựa đi ăn cỏ. Các bà ơi, dậy đi, lo nấu cơm, nấu nước, nhanh lên. Hay quá hả? Và anh nhà giàu nhận việc. Họ cho anh nhà ở và anh làm việc đều đặn thật hết lòng. Một hôm, vua Bình Sa Vương, người có thể nhận dạng mọi người qua tiếng nói, nghe tiếng của anh, ông nói ngay: đây là tiếng nói của một người giàu có. Một tỳ nữ đứng gần vua nghe thế, nghĩ rằng không thể xảy ra một chuyện như vậy được. Và cô ta muốn điều tra, nên phái người đi dò hỏi, biết đó là một người nghèo làm việc cho những người hầu. Nhà vua nghe báo cáo không nói gì thêm. Nhưng mấy ngày sau, nghe tiếng anh cất lên, vẫn đoan chắc giọng nói của một nhà giàu. Năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui, dò xét đủ điều, cô tỳ nữ tâu với vua anh chàng đó là một người nghèo. Vua vẫn không tin. Cô nghĩ chắc là vua nói đúng, nên cô thấy mình có bổn phận phải tìm hiểu sự thật. Cô xin vua cho 1.000 đồng, sẽ đem con gái mình đến gặp người đàn ông này và hứa sẽ đem kho tàng về hoàng cung. Rồi hai mẹ con ăn mặc rách rưới đến khu lao động xin tá túc vài ngày trước khi đi xa. Những người tại đó chỉ nhà của Kamha Gosaka. Ban đầu anh ta không chịu cho ở, sau hai mẹ con cứ năn nỉ mãi, anh buộc lòng phải chấp nhận. Cô tỳ nữ làm đủ cách để lấy lòng anh ta, nào là nấu cơm hảo hạng theo hoàng gia với nước sốt và cà ri. Cuối cùng cô ta cắt dây nệm giường, mỗi ngày một ít trong 3 ngày liên tiếp. Kamha Gosaka cáo kỉnh trách móc thì cô ta cứ trả lời là không thể ngăn tụi nhóc nhảy tưng tưng lên đó. Rồi đến một hôm, toàn bộ tấm nệm rơi xuống đất vì đã đứt hết dây. Lần này anh không kiềm chế, nổi giận đùng đùng vì không còn giường để nằm nữa. Anh ta rên rỉ: trời, tôi biết đi đâu bây giờ đây. Cô tỳ nữ không bỏ lỡ dịp, đáp ngay: anh bạn, tôi biết làm sao. Tôi không thể đuổi bọn trẻ con hàng xóm cái đứng chơi giỡn và nhảy tưng lên giường. Xin đừng phiền, xem nào tôi có thể làm gì được cho anh. À, được rồi. Rồi quay sang cô con gái, bà mẹ ngọt ngào bảo: con gái cưng, dọn chỗ cho anh con nằm. Cô con gái vâng lời, nằm lăn qua một bên và anh ta nằm kế bên. Đêm đó họ thành thân với nhau. Hôm sau cô con gái khóc kể tự sự với mẹ. Bà mẹ an ủi con: ồ, có sao đâu, con rồi cũng phải có chồng, anh ta phải có vợ. Rồi bà nhận anh ta làm rể. Bà tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách cho người về tâu với vua, xin ra lệnh cho nghỉ việc tại khu lao động. Ai bất tuân sẽ bị xử phạt,
vừa chuẩn y. Bà mẹ vợ bối rối bàn với chàng rể phải làm sao, vì nghĩ làm sẽ không có lương, mà lệnh vua thì không dám cãi. Cuối cùng, bà xúi chàng rể đi vay nợ để ăn vào ngày nghỉ đó. Anh ta không còn cách nào khác, đành phải trở về nơi chôn giấu kho tàng lấy đúng 1 đồng cho mẹ vợ. Bà nhận tiền nhưng đem gửi cho vua và lấy tiền riêng của mình chi tiêu trong nhà. Sau đó vài ngày, bà lại xin vua truyền lệnh như thế 1 lần nữa. Anh ta phải trở lại kho tàng lấy thêm 3 đồng nữa đem về. Phần chót kế hoạch của bà là xin vua cho mời Kamha Gosaka về triều. Anh ta không chịu đi nên bị quân lính áp đảo, nắm tay chân lôi đi. Bà trấn an anh ta, bảo cứ đi. Khi gặp vua, bà sẽ tâu với vua để xử phạt những kẻ đã dám bắt lôi rể bà. Rồi bà cùng cô con gái đi trước. Đến hoàng cung, bà cởi bỏ lớp rách rưới, mặc y phục sang trọng với đầy đồ trang sức lấp lánh, đứng một bên vua. Rồi Kamha Gosaka bị điều đến trước bệ rồng để đối đáp những lời chất vấn của vua. Ngươi là Kamha Gosaka? Dạ tâu dân. Tại sao ngươi dối trá khi tiêu pha tài sản kết xù của mình? Tài sản của tôi hả? Ở đâu đại vương? Tôi sống bằng làm thuê mà. Không phải vậy. Nè, sao ngươi lừa dối ta? Tàu đại vương, tôi không có nói dối ngài. Tôi đâu có tài sản. Vua chỉ những đồng tiền do mẹ vợ anh gửi đến và hỏi anh: vậy những đồng tiền này của ai đây? Kamha Gosaka nhận ra đồng tiền của mình, sợ hãi đến chết cứng. Anh nhìn về phía vua, thấy 2 người đàn bà kia trang điểm lộng lẫy, mới vỡ lẽ tại sao đồng tiền của mình lại lọt vào tay vua. Thì ra đây là một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kín đáo, và 2 người đàn bà này đã bị nhà vua mua chuộc. Anh sững sờ, đứng chết lặng, không biết phải ăn nói ra sao. Nhà vua đoán biết, hỏi dồn anh: nói đi, tại sao anh làm vậy? Anh run rẩy trả lời: tôi không có người bảo vệ đại vương. Không ai bảo vệ anh bằng ta đâu. Tàu đại vương, tôi rất sung sướng được đại vương bảo vệ. Ta bảo vệ anh, tài sản của anh lớn lao đến mức nào chứ? Dạ 400 triệu đồng tiền tàu đại vương. Được lắm. Nhưng ta sẽ cho chở tài sản của anh đến đây bằng cách nào? Dạ bằng xe, bằng xe tàu đại vương. Khi cả gia tài của Kamha Gosaka chất đống trước hoàng cung, vua tập hợp dân chúng trong thành Vương Xá và hỏi có ai trong thành có được tài sản nhiều như thế này không. Không ai đáp được, và mọi người đồng tình thỉnh cầu vua ban cho anh ta chức vị. Vua đồng ý và bổ nhiệm cho anh ta làm chức trưởng khố, rồi gả công chúa cho anh. Sau đó vua dẫn anh đến đảnh lễ Đức Phật, đồng thời ca ngợi hạnh tốt của anh. Không ỷ lại tài sản lớn lao để hưởng thụ, chịu khó làm người nghèo, sống bằng sức lao động của mình. Phật nghe xong hoan hỷ dạy rằng: một người sống như thế, này đại vương, là một người sống chân chánh. Trộm cắp và những hành vi xấu ác khác sẽ đè bẹp chúng ta không những ở đời này mà còn gây đau khổ cho kiếp sau. Ngược lại, một người dù bị khánh tận tài sản, phải làm thuê làm mướn để kiếm sống, là một người sống chân chánh. Một người như thế nỗ lực hết sức mình, luôn luôn chánh niệm, thân khẩu ý đều thanh tịnh, biết dè dặt từng cử chỉ hành động, biết chế ngự thân hành, khẩu hành và ý hành, sống chân chánh, không bao giờ buông lung, người như thế càng ngày càng dũng mãnh. Và kết thúc bằng pháp cú: nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng.
người tôn vinh chồng, người nhặt các loại hoa. Thế Tôn nói lên câu này lúc ở xá vệ, liên quan đến cô Patipujika, tức là người tôn vinh chồng. Ở cõi trời 33, có một vị trời tên là Malahari, người mang vòng hoa vào vườn cảnh cùng với 1000 thiên nữ. Một nửa số thiên nữ trèo lên cây ném hoa xuống, một nửa ở dưới đất nhặt hoa rơi trang điểm cho vua trời. Một thiên nữ đang ngồi trên cành cây thì qua đời, thân biến mất như một ánh đèn tắt và tái sanh trong một gia đình có địa vị tại xá vệ. Cô nhớ lại tiền kiếp nên lớn lên thường dâng cúng hương hoa để cầu nguyện được tái sanh về với người chồng kiếp trước. 16 tuổi cô được gả chồng. Bất cứ khi nào cúng dường chư tỳ kheo thức ăn theo phiếu rút thăm, thức ăn ngày rằm và 30 mỗi tháng hay suốt mùa mưa, cô đều nguyện được trở về với người chồng kiếp trước. Các tỳ kheo bảo cô luôn tích cực và bận rộn chỉ vì ước muốn đó và gọi cô là Patipujika, người tôn vinh chồng. Cô thường phục vụ tại hội đường, lo nước uống và chỗ ngồi cho các tỳ kheo. Mỗi khi có ai muốn cúng dường thức ăn theo phiếu rút thăm hoặc thức ăn ngày rằm và 30, họ đều đưa đến cho cô để dâng lên tăng chúng. Phục vụ như thế, cô đạt được 56 thiện pháp cùng một lúc. Về đời sống gia đình, cô lần lượt sanh được 4 người con. Một hôm, sau khi cúng dường và đảnh lễ các tỳ kheo, nghe pháp và thọ trì giới xong, đến chiều tối, cô thình lình mắc bệnh, qua đời và tái sanh về với chồng trước. Suốt thời gian đó, các thiên nữ vẫn đang nhặt hoa trang điểm cho vua trời. Malahari thấy cô, hỏi thăm cô đi đâu. Cô kể lại đầu đuôi và cho vua trời biết thêm là kiếp người rất ngắn ngủi, chỉ khoảng 100 năm. Họ dành nhiều thời giờ để ngủ và sống buông lung thay vì bố thí cúng dường, và cứ luân hồi vô số kiếp, không biết đến già và chết. Vua trời tội nghiệp thay cho thế gian, cứ sống sai chết ngủ, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi phiền não đau khổ. 100 năm cõi người bằng 1 ngày 1 đêm cõi trời, 30 ngày đêm cõi trời thành 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, và 1 kiếp trời dài 1000 năm trời, tức 36 triệu năm ở cõi người. Hôm sau, các tỳ kheo vào làng, đến hội đường không có ai chăm lo, không chỗ ngồi, không nước uống, và được biết là Patipujika đã qua đời. Tỳ kheo nào chưa chứng sơ quả, nhớ lại lần ân cần tiếp đãi của cô, không cầm được nước mắt. Còn những tôn giả đã chứng A-la-hán thì thấm thía pháp vị. Các tỳ kheo sau giờ tiểu thực thưa hỏi Thế Tôn về cô, và được biết cô đã tái sanh về cõi trời 33 với người chồng trước đúng theo sở nguyện. Họ ngậm ngùi cho kiếp người quá ngắn ngủi, mới sáng nay dâng thức ăn cho tăng chúng, chiều đã ngã bệnh và qua đời. Đức Phật bèn dạy: Các tỳ kheo, thế gian này mạng sống của chúng sanh rất ngắn ngủi, do đó trong khi họ đang còn mong muốn danh lợi thế gian và tham đắm dục lạc chưa thỏa mãn, thì tử thần đã áp đảo họ mang đi trong tiếng khóc than. Rồi Thế Tôn nói kệ: Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Cô Siya keo kiệt như ông đến với hoa. Khi ngủ tại xá vệ, Thế Tôn dạy câu này liên quan đến chưởng khố Nigali Kosiya. Tại thành phố Jagari, gần vương xá, có chưởng khố Nigali Kosiya, tài sản lên đến 800 triệu đồng, nhưng chẳng bao giờ bố thí. Dù chỉ một giọt dầu nhỏ xíu đủ động trên đầu ngọn cỏ, thậm chí còn không dám ăn. Của cải nhiều như thế mà con trai, con gái và cả tỳ kheo, bà la môn đều không được hưởng cứ còn nguyên vẹn, giống như một hồ nước bị ma ám. Sáng sớm, Đức Phật xuất định Đại Bi Tâm Muội, dùng Phật nhãn quan sát hàng tín hữu của Ngài trong khắp vũ trụ. Và thấy cách Ngài 45 dặm có vị chưởng khố và bà vợ đủ duyên lành được hóa độ. Ngày trước đó,
chưởng khố đến hoàng cung chầu vua. Trên đường về, ông thấy một người nhà quê gần chết đói, đang ăn cái bánh tròn đầy cháo chua. Ông phát đói bụng. Khi về nhà, ông nghĩ nếu nói ra chuyện mình đói, người khác cũng đòi ăn theo, thì sẽ tốn biết bao, nào mè, mật mía, đường thô và nhiều thứ khác, chi bằng im đi. Ông đi bách bộ, chịu đựng cơn đói. Hàng giờ trôi qua, mặt ông tái mét, càng lúc càng xanh xao vàng vọt, gần nổi khắp người. Cuối cùng chịu hết nổi, ông về phòng, nằm vật xuống, ôm chặt thanh giường. Tuy quá đau đớn vì đói, nhưng nghĩ đến của cải bị tốn kém hao phí, ông chẳng dám hé môi. Vợ ông đến thăm ông, xoa lưng hỏi han: "Phu chủ, có việc gì vậy?" "Không." "Nhà vua làm ông buồn bực." "Không." "Con trai, con gái, nô bộc, nữ tỳ sai quấy điều gì?" "Không phải." "Nếu vậy thì hay là ông cần gì, thèm gì?" Ông nhảy nhổm vì đúng ngay vết thương lòng. Nhưng lòng tiếc của cũng bừng dậy, khiến ông một lần nữa ôm bụng im lặng chịu trận. Bà vợ chắc nghĩ rằng mình đoán gần đúng, nên năn nỉ tiếp: "Phu chủ, nói cho tôi nghe đi, ông thèm món gì?" Chưởng khố chịu hết nổi, thều thào chữ còn chữ mất: "Tôi thèm một thứ." "Thèm gì nào, phu chủ?" "Tôi muốn ăn một cái bánh chiên." "Sao ông không nói sớm? Ông có nghèo túng gì đâu. Tôi đủ sức bao ăn hết cả thành Sagiri." "Trời, ai bảo bà lo cho thiên hạ vậy? Họ muốn ăn thì ráng làm ra tiền mà mua chứ." "Thế thì tôi chỉ đãi bà con dọc đường này." "Bà lại phung phí quá mà." "Nếu thế thì mình mời trong nhà thôi." "Tôn kém lắm." "Để tôi nướng đủ cho vợ chồng con cái mình ăn thôi." "Sao bà tính chi nhiều dữ vậy?" "Được rồi, chỉ có tôi với ông ăn nha." "Bà cũng cần ăn sao?" "Được lắm, một mình ông thôi." Để tránh cặp mắt nhiều người, ông dặn vợ để lại hạt gạo nguyên, chỉ dùng hạt bể, lấy lò than, khuôn nướng bánh, một chút sữa với mật mía, mật ong và đường thô, rồi leo lên tầng chót tòa nhà 7 tầng nướng bánh. Ông sẽ ngồi ăn tại chỗ, bà vợ chỉ biết vâng theo. Sáng sớm, Thế Tôn bảo trưởng lão Mục Kiền Liên đến thành Jagari, trên tầng thứ 7 nhà chưởng khố, để độ ông ta, dạy cho ông biết xả bỏ, rồi đem cả hai ông bà về kỳ viên cùng với bánh, sữa, mật, đường bằng thần thông. Phật sẽ cùng 500 tỳ kheo ngồi trong tinh xá thọ thực bánh chiên. Chỉ trong khoảnh khắc, trưởng lão đã đứng lơ lửng giữa trời. Trước cửa sổ lầu 7, hào quang rực rỡ. Chưởng khố trông thấy ngài, run như cầy sấy. Ông đã trốn lên tận đây cũng vì sợ có người đến khất thực. Vậy mà ông bạn này lại lù lù hiện ra, không biết rằng trưởng lão muốn là được. Chưởng khố thở phì phò giận dữ, nghe như muối và đường ném vào lửa. Ông quát lên: "Ông tỳ kheo, ông muốn gì mà cứ đứng lơ lửng trên không vậy? Ông có tới tới lui lui cho đến khi vạch thành một con đường trên trời cũng chẳng được gì đâu." Trưởng lão vẫn thản nhiên đi tới đi lui trước cửa sổ như trước. Chưởng khố quát tiếp: "Ông chờ đợi cái gì mà đi tới đi lui hoài vậy? Ông có ngồi kiết già đi nữa cũng chẳng được gì đâu." Trưởng lão bắt chân ngồi kiết già: "Dù ông có đứng trên thành cửa sổ cũng vậy thôi. Dù ông phun ra khói cũng chỉ là như vậy thôi." Chưởng khố nói thế nào là trưởng lão làm đúng y, cho nên cuối cùng toàn bộ ngôi nhà khói phủ mù mịt. Chưởng khố cảm thấy như mắt bị kim đâm, sợ cháy nhà, ông ráng nén không dám nói: "Dù ông có phun ra lửa cũng thế thôi." Ông nghĩ thầm: "Ông thầy này bám da như keo, nếu không cho cái gì ông không chịu đi đâu." Ông đành bảo vợ làm một cái bánh nhỏ để tống khứ trưởng lão. Bà lấy cục bột nhỏ bỏ vào nồi, bột phồng lên thành cái bánh to đầy tràn cả chảo. Ông vò đầu bứt tai: "Trời, bà lấy cục bột lớn quá vậy."
Rồi đích thân ông dích một cục bột nhỏ xíu trên đầu muỗng bỏ vào nồi. Bột lại phình to hơn cái trước. Cứ thế, cái bánh nướng xào to hơn cái bánh trước. Cuối cùng, ông tuyệt vọng bảo bà đưa cho Tỳ Kheo một cái. Bà cố rứt cái bánh ra khỏi rổ, nhưng tất cả dính lại với nhau. Bà cầu cứu ông, nhưng cố hết sức, ông cũng không tách ra được. Mồ hôi tuôn khắp mình. Ông hết thèm ăn, liền bảo bà đưa hết rổ bánh cho Tỳ Kheo. Trưởng lão thuyết pháp cho hai ông bà, nêu công hạnh của Tam Bảo, bắt đầu với câu: sự bố thí là cách tế lễ chân chánh nhất. Ngài giải thích phước báo của hạnh bố thí và các công đức khác rõ ràng như mặt trăng trong bầu trời. Nghe xong, ông phát tín tâm, mời trưởng lão đến gần, ngồi xuống giường thọ thực. Mục Kiền Liên bảo ông bà mang bánh đến chỗ Thế Tôn cúng dường. Ngài sẽ mang cả hai đi bằng thần thông. Đầu cầu thang trong lâu đài sẽ vẫn ở chỗ cũ, nhưng chân cầu thang sẽ nằm ngay cổng tinh xá kỳ viên. Ngài sẽ mang ông bà đến kỳ viên nhanh hơn là đi từ tầng lầu trên xuống tầng lầu dưới. Trưởng khố đồng ý đề nghị ấy. Trưởng lão bèn để cầu thang yên chỗ cũ và ra lệnh: chân thang hãy nằm tại cổng kỳ viên. Thang hiện ra y như thế. Hai vợ chồng trưởng khố đến kỳ viên, bèn đến trước Thế Tôn thưa đã đến giờ thọ trai. Thế Tôn vào phòng ăn, ngồi trên Phật tòa soạn sẵn cùng với tăng đoàn vây quanh. Chưởng khố dâng nước khai mạc buổi cúng dường Phật và chư tăng. Bà vợ đặt bánh vào bình bát Như Lai. Thế Tôn lấy vừa đủ dùng, các tỳ kheo cũng thế. Còn chưởng khố thì phân phối sữa, mật mía, mật ong và đường thô. Phật và 500 tỳ kheo dùng xong, cả hai ông bà cũng ăn no, nhưng bánh vẫn còn. Sau khi chia bánh cho toàn thể tỳ kheo trong tinh xá và cho những người ăn xin đồ thừa, bánh vẫn không giảm. Phật dạy đem bánh ra đổ ngoài cổng kỳ viên. Đến ngày nay, chỗ đó có tên là hang bánh. Hai ông bà đến chỗ Thế Tôn, đứng kính cẩn một bên. Thế Tôn hồi hướng công đức, dứt lời cả hai chứng quả dự lưu. Rồi họ chào Phật, lên cầu thang ở cổng kỳ viên và về nhà. Từ đó về sau, chưởng khố dùng gia sản 800 triệu đồng dành riêng phục vụ cho giáo đoàn của Phật. Chiều hôm sau, các tỳ kheo đến pháp đường và bàn tán thần thông cùng oai lực của Mục Kiền Liên đã chiêu phục chưởng khố. Nghe qua Phật dạy: này các tỳ kheo, một tỳ kheo muốn giáo hóa một gia chủ không làm hại đức tin, không làm hao của cải, không áp chế cũng không làm cho gia chủ chán ngán, thì phải thân cận với họ để giảng cho họ hiểu công hạnh của Phật. Như con ong đậu trên hoa hút mật, con ta Mục Kiều Liên đúng là một tỳ kheo như thế. Để tán thán trưởng lão Mục Kiền Liên, Phật nói pháp cú: như ông đến giới hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đức Phật nói tiếp về công hạnh của Ngài và cho biết đây không phải lần đầu, mà trong kiếp trước Ngài đã từng cải hóa chưởng khố Nigali khi thuyết giảng mối tương quan giữa hành nghiệp và quả báo. Và Phật kể lại chuyện bổn sanh Elisa: cả hai đều chân dòng kiền, cả hai cũng lại khập khiền què luôn, nốt ruồi mắt lát đúc khuôn, ta không thể nói ai là Elisa. Sáu, ẩn sĩ lõa thể Patika. Không nên nhìn lỗi người. Tại xá vệ, Phật đã dạy câu trên liên quan đến ẩn sĩ lõa thể Patika. Vợ một gia chủ tại xá vệ lo cung cấp mọi nhu cầu cho ẩn sĩ lõa thể Patika, xem ông như con đẻ của mình. Bà được người láng giềng ca tụng pháp nhũ của Phật nên muốn đến tinh xá nghe pháp, nhưng mấy lần đến xin ẩn sĩ đều bị ông khuyên không nên đi. Vì vậy, bà định sẽ mời Thế Tôn đến tư gia để thuyết pháp. Chiều hôm đó, bà cho cậu con trai đến tinh xá để thỉnh Thế Tôn sáng mai.
Cậu bé đi ngang qua thất ẩn sĩ chào, bị ông ta bảo đừng đi. Cậu không dám cãi lệnh mẹ, sợ bị rầy. Ông ta bèn bảo cậu đừng chỉ cho Thế Tôn đúng đường đi đến nhà, mà chỉ giả bộ như nhà cậu ở gần đó. Rồi khi về thì cậu phải chạy thật mau, làm như định đi đường khác. Sau đó hãy đến gặp ẩn sĩ. Cậu bé vâng lời làm theo. Khi cậu thi hành mọi việc xong xuôi và trở lại nhà ẩn sĩ, ông khen ngợi cậu bé và hứa hẹn sẽ cùng nhau ăn phần dành cúng dường Phật. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ẩn sĩ đến nhà bà thí chủ cùng với cậu bé ngồi phòng bên trong. Các người láng giềng trét phụ nhà với phân bò, tô điểm bằng năm thứ hoa, có cả hoa la gia, và soạn sẵn chỗ ngồi thượng hạng cho Thế Tôn. Những người chưa thân cận với chư Phật không biết cách sửa soạn Phật tòa. Chư Phật cũng không bao giờ cần đến một người dẫn đường. Khi chư Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, làm rúng động 10.000 thế giới, mọi con đường đều trở nên rõ ràng đối với các ngài. Đường xuống địa ngục, đường đến cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, lên cõi người, cõi trời, đến cõi bất tử, niết bàn. Chư Phật không cần phải được chỉ đường đến làng mạc, phố thị hay bất cứ chỗ nào. Do đó, sáng sớm Đức Phật cầm bát đắp y đến thẳng nhà bà thí chủ. Bà ra khỏi nhà một đoạn thật xa để đón Phật, nằm vóc gieo xuống kính lễ và theo Phật về nhà. Bà xối nước lên tay phải của Phật và cúng dường thức ăn hảo hạng cứng và mềm. Bà đỡ lấy bát khi Thế Tôn thọ thực xong và thỉnh ngài hồi hưởng công đức. Bà lắng nghe pháp và tán thán Như Lai: "Hay thay, hay thay." Ẩn sĩ ngồi phía sau nghe thế nổi cáo, không nhận bà là đệ tử của mình và đứng dậy ra về, không quên hăm hè: "Đồ phù thủy, mi sẽ thiệt hại gì tán thán ông ta." Sau đó, ông ta dùng đủ lời lăng mạ vì tín nữ và Thế Tôn rồi bỏ đi. Bàng hoàng vì những lời mắng chửi của ẩn sĩ lõa thể, bà tán tâm, không thể chú ý nghe Thế Tôn thuyết pháp. Bà thú thật với Thế Tôn và được ngài khuyên: "Đừng bận tâm đến lời của kẻ ngoại đạo, không cần chú ý đến một người như thế. Chỉ nên nhìn lỗi mình đã phạm hay chưa phạm." Và nói pháp cú: "Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình, có làm hay không làm." Vua và vua các vua, như bông hoa đẹp tươi. Thế Tôn dạy câu này liên quan đến cư sĩ Chattapani khi ngài ngủ tại xá vệ. Cư sĩ Chattapani ở xá vệ lầu thông tam tạng kinh điển và đã chứng nhị quả. Một sáng sớm, tuân giữ bát quan trai giới đến đảnh lễ Thế Tôn. Đối với những vị chứng nhị quả và các thánh đệ tử của Phật, vì đã thệ nguyện trước không cần giữ giới bát quan trai, những vị ấy chỉ do công hạnh của đạo quả sống đời thánh thiện, ăn ngày chỉ một bữa. Do đó Đức Thế Tôn nói: "Đại Dương, người thợ gốm Gatikara ăn ngày chỉ một bữa, sống đời phạm hạnh, thì đã là người đạo đức chính trực." Do đó những vị đã chứng nhị quả đương nhiên ăn ngày một bữa và sống đời thánh thiện. Nhưng Chattapani cũng vẫn giữ giới bát quan trai. Ông đến đảnh lễ Thế Tôn rồi cung kính ngồi xuống nghe pháp. Lúc bấy giờ, vua Ba Tư Nặc ở Kapa cũng đến để đảnh lễ Thế Tôn. Chattapani trông thấy thoáng lo nghĩ, không biết phải xử sự thế nào. Ông đang ngồi với sự hiện diện của Phật, tức vua của các vua, thì không thể đứng lên chào vua của một nước được. Thế rồi, ông quyết định ngồi yên không đứng dậy. Dù vua Ba Tư Nặc có bất bình cũng đành chịu. Quả nhiên, vua đảnh lễ Thế Tôn xong, cung kính ngồi một bên, mặt không vui. Thế Tôn thấy vậy bèn bảo: "Đại Dương, cư sĩ Chattapani là bậc thiện trí, hiểu biết giáo pháp và thông thuộc tam tạng kinh điển, bình thản cả lúc thành công hay thất bại."
Vua nghe ngài ca tụng đức hạnh của ông, lòng dịu lại hết giận. Sau đó, một hôm, điểm tâm xong, vua đứng trên lầu hoàng cung thấy Chattopani đi qua sân. Tay cầm dù, chân mang dép, liền ra lệnh gọi ông đến. Ông bỏ dù, cởi dép, đến chào vua và cung kính đứng một bên. Vua hỏi ông: Tại sao ông bỏ dù và cởi dép? Ông đáp: Khi thần nghe đại dương cho đòi vào, liền để dù và dép qua một bên trước khi đến gặp ngài. Thế thì rõ ràng hôm nay ông mới biết ta là vua. Thần luôn luôn biết ngài là vua. Sao hôm trước ông gặp ta chỗ Thế Tôn, ông không đứng dậy? Đại dương, nếu đứng trước vua của các vua mà thần đứng dậy chào vua một nước thì thiếu cung kính với đấng Thế Tôn, vì vậy thần đã không đứng dậy. Không sao, cái gì đã qua hãy cho qua. Ta nghe nói ông thông thạo những vấn đề liên quan đến đời này và đời sau, và thông thuộc tam tạng kinh điển. Vậy hãy đến cung cấm tụng đọc cho các cung phi. Thần không thể làm, đại dương. Tại sao vậy? Hoàng cung là nơi nghiêm mật, đúng hay sai đều nghiêm trọng thưa bệ hạ. Đừng nói thế. Ngày hôm kia khi gặp ta, ông thấy không cần đứng dậy chào mà. Đừng làm thương tổn vết thương thêm nữa. Đại dương, nếu một gia chủ làm nhiệm vụ của một tỳ kheo thì là phạm lỗi nặng. Xin thỉnh một tỳ kheo đến giảng kinh. Vua chấp thuận, ra lệnh bãi hầu. Sau đó, vua sai sứ giả đến bạch với Phật: Xin Thế Tôn đến hoàng cung thường xuyên với 500 tỳ kheo để nói pháp cho hai vương phi là Malika và Vasahakatiya. Vì chư Phật không thể đến hoài một chỗ, nên Thế Tôn cử trưởng lão Anan đều đặn đến trùng tuyên giáo pháp cho hai bà. Malika học rất chăm chỉ, ôn luyện nghiêm túc và chú tâm đến lời giảng. Còn Vasahakatiya thì không được như vậy. Được Thế Tôn hỏi thăm, trưởng lão trình bày sự học của hai bà. Phật dạy: Này Anan, khi ta thuyết pháp, ai không thành tâm lắng nghe, học tập, ôn luyện và giảng giải được thì không chút gì lợi lạc. Như bông hoa có sắc mà không hương, nhưng người nào nghe, học, lặp lại và giảng giải được sẽ hưởng nhiều lợi lạc. Rồi Thế Tôn đọc pháp cú: Như bông hoa đẹp tươi, có sắc mà không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Như bông hoa đẹp tươi, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói, có làm có kết quả. Khi Phật kết thúc bài giảng, nhiều người chứng sơ quả, nhị quả và tam quả, hội chúng cũng được nhiều lợi lạc. Một, nhà vua và người nghèo có vợ đẹp, đêm dài cho kẻ thức. Đức Phật dạy câu này khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba Tư Nặc ở Kosala và một người. Vào một dịp lễ, vua Ba Tư Nặc ở Kosala cưỡi voi trắng Bundarika, trang hoàng lộng lẫy, diễu hành khắp thành. Đến lúc sắp giải tán, dân chúng bị ném đất loạn xạ, đập bằng gậy chạy lung tung, nhưng vẫn ngẩng cổ nhìn xem. Nhà vua được phước báo như thế do bố thí, giữ giới và làm nhiều công đức. Trên tầng lầu chót một tòa nhà 7 tầng, có thiếu phụ vợ một người nghèo, mở cửa sổ nhìn vua xong lui vào. Cô ta hiện ra trước mắt nhà vua như dần trăng rằm rồi lẫn vào đám mây. Quá say đắm, nhà vua suýt té nhào khỏi lưng voi. Kết thúc thật nhanh cuộc diễu hành, vua trở về hoàng cung hỏi viên quan thân tín có thấy thiếu phụ hay không, và ra lệnh đòi ông chồng đến. Ông ta hiểu ngay mạng sống bị đe dọa là vì cô vợ, nhưng không dám cãi lệnh. Ông đến hầu vua và bị xung vào đội lính hầu. Ông ta từ chối, xin trả tiền sâu nhưng không được. Nhà vua muốn kết tội và giết ông ta để đoạt cô vợ.
phần ông ta vì sợ chết cũng hết lòng phục vụ nhà vua. Lửa ái nơi vua càng lúc càng tăng. Vì không tìm thấy chút lỗi nào, vua bèn sai ông ta ra bờ sông tìm cho được đất đỏ với bông súng màu trắng và màu xanh. Nếu không có mang về kịp giờ vua tắm sẽ bị tội chết. Ông ta hốt hoảng về nhà hối vợ cơm nước. Không kịp chờ cơm chín, ông vội múc đại gạo vừa mới sôi lỏng bỏng như cháo, thêm một ít cà ri gói vào giỏ, vội vàng lên đường. Khi ông vội vàng đi như thế thì cơm cũng vừa chín tới. Ông để riêng một phần cơm ngon và bắt đầu ăn. Kịp có khách, ông ta mời ăn luôn phần đã để dành. Ăn xong, ông ta dứt một nắm cơm xuống hồ, súc miệng và lớn tiếng khấn nguyện Long Thần Hồ này xin cho ngàn phước báo cho bố thí thức ăn cho người khách và trăm phước báo do bố thí cơm gạo cho cá dưới hồ. Tất cả đều hồi hướng đến Long Thần và hãy mang đến cho ông đất đỏ với bông súng màu trắng và xanh. Ông lặp lại lời khẩn cầu đến 3 lần. Long Dương ở đó nghe hết lời khấn, quá thành ông lão đến gặp người lính hầu, hỏi lại kỹ. Sau khi nghe người lính hầu nói lại 3 lần hồi hướng hết công đức bố thí, Long Dương bèn mang đất đỏ với bông súng đến. Nhà vua sợ người lính hầu hoàn thành sứ mạng nên đã ra lệnh đóng cửa và niêm phong rất sớm. Do đó tuy người lính đến kịp lúc vẫn không thể dâng vua đất và hoa được, dù đã xin lính gác mở cửa. Ông thất vọng, lòng ngổn ngang, không biết tính sao. Cuối cùng ông đặt tảng đất đỏ nơi gạch cửa và treo bông súng lên cánh cửa, la to: Hỡi mọi người trong thành, xin hãy làm chứng cho tôi đã hoàn thành sứ mạng vua giao phó. Vua đang tìm hết cách hại tôi một cách vô cớ. Người lính hầu la lên 3 lần như thế, bối rối không biết đi đâu ẩn trú. Nghĩ đến chư tăng vào lòng nhân từ, liền đến tịnh xá ngủ lại. Nhà vua suốt đêm không thể nào chợp mắt được, vì lửa ái thiêu đốt tâm can. Vua chờ trời hé sáng để giết người chồng và mang người vợ về cung. Đang trằn trọc, vua nghe được 4 âm thanh. Nguyên do là có 4 người bị đọa vào địa ngục rộng đến 60 dặm, bị nấu sôi sục như hạt gạo nấu hầm trong nồi nung suốt 30 năm, xuống tận đáy địa ngục, và sau 30 năm nữa trồi lên miệng địa ngục, nhìn lẫn nhau, muốn đọc một câu kệ cũng không nổi, chỉ bập bẹ vài chữ rồi lại rơi tởm vào địa ngục trở lại. Vua nghe những âm thanh trên sau nửa đêm, hốt hoảng và sợ hãi. Vua hoang mang không hiểu có phải mình đã tới số hay chánh hậu tận mạng hay dân quốc tận diệt, và thức luôn đến sáng. Trời sáng rồi, vua cho mời vị tư tế đến hỏi xem đó là điềm báo gì qua 4 âm thanh đã nghe là du sa na so. Vị bà la môn tư tế hoàn toàn không biết gì về ý nghĩa, nhưng sợ lộ ra sự ngu dốt của mình sẽ mất hết lợi danh nên đáp càng: Ồ, trầm trọng lắm tâu bệ hạ. Vua hỏi dồn: Xin thầy nói rành mạch hơn. Có nghĩa là bệ hạ sắp lìa đời. Vua càng kinh hãi ú ớ hỏi tiếp: Không có cách nào ngăn được sao? Tâu bệ hạ, có. Xin ngài đừng sợ. Trong 3 bộ vệ đà chỉ rằng phải tế lễ nhiều sinh vật thì có thể cứu mạng bệ hạ. Ta phải tìm thứ gì? 100 voi, 100 ngựa, 100 bò đực, 100 bò cái, 100 dê, 100 lừa, 100 ngựa giống, 100 cừu, 100 gà, 100 heo, 100 con trai, 100 con gái. Sở dĩ vì bà la môn đòi nhiều thứ như thế, vì chỉ nói tên thú rừng không sẽ mang tiếng là muốn ăn thịt, do đó ông ta cần thêm voi, ngựa và người. Vua muốn cứu mạng mình với bất kỳ giá nào nên ưng thuận. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, mỗi loài lên đến 500. Dân chúng xót thương la khóc nghe như tiếng trái đất nứt vỡ. Hoàng hậu Mạc Lợi Malika nghe tiếng kêu khóc inh ỏi, hỏi vua: Đại vương, làm sao mà các căn của ngài hỗn loạn và mệt mỏi thế? Mạc Lợi, bà không biết một con rắn độc lọt vào tai ta sao? Và vua kể lại mọi sự. Hoàng hậu bảo thẳng với vua: Bệ hạ quả là kẻ thiếu trí. Trong kho không thiếu chi các món ngon vật lạ. Bệ hạ cai trị cả 2 vương quốc, nhưng thật sự bệ hạ lại là kẻ thiếu trí. Vua ngạc nhiên hỏi lại, và được hoàng hậu giải thích.
Cô bao giờ bệ hạ nghe rằng phải hy sinh mạng người khác để cứu sống mình không? Chỉ vì người Bà La Môn ngu xuẩn kia đã nói rằng mà suýt chút nữa bệ hạ đẩy dân chúng vào bể khổ. Đức đạo sư đang ngủ trong tinh xá gần đây, bậc thầy của trời và người, bậc thắng tri của tam thế, bệ hạ hãy đến thỉnh cầu ngài chỉ giáo. Nhà vua và hoàng hậu đến tịnh xá gặp Phật. Được Phật hỏi vì việc gì mà đến muộn, nhà vua vẫn còn ám ảnh về nỗi sợ chết không thốt nên lời, chỉ đảnh lễ rồi đứng im đó. Hoàng hậu Mạc Lợi thay lời trình bày và được Phật dạy. Âm thanh vua nghe được là tiếng rên xiết của kẻ xấu ác bị khổ hình. Vua tò mò hỏi: Bạch Thế Tôn, họ đã tạo nghiệp gì? Phật kể lại chuyện quá khứ, là địa ngục. Vào thời xưa, khi con người sống đến 20.000 tuổi, Phật Ca Diết xuất hiện. Trên đường du hóa với 20.000 tỳ kheo lậu tận, Phật đến thành Ba La Nại. Dân trong thành từng nhóm 2-3 người hoặc đông hơn cúng dường thức ăn. Lúc đó có 4 người con của một thương buôn giàu có, sản nghiệp mỗi người lên đến 400 triệu và rất hòa thuận với nhau. Một hôm họ bàn với nhau sao không cúng dường tạo công đức giữ giới hạnh vì một vị Phật đang du hóa. Nhưng không ai tán đồng, kẻ thì ưa chè chén say sưa, người thì đắm say trong cơm thịt béo bở hoặc của ngon món lạ nấu nướng cầu kỳ. Có tên còn đòi tung tiền mua chuộc vợ người và cướp đoạt để tiêu khiển. Cả bọn tán đồng ý kiến này và làm theo. Cứ như thế họ phạm tội tà dâm suốt 20.000 năm. Đến lúc mạng chung bị đọa vào địa ngục A Tỳ, bị khổ hình đau đớn trong thời kỳ giữa hai vị Phật ra đời. Vì quả báo ác nghiệp chưa tiêu, tái sanh họ lại bị đọa vào thiết địa ngục lớn 60 dặm. Sau khi chìm xuống tận đáy địa ngục 30.000 năm, họ bị trồi lên cũng 30.000 năm. Mỗi người đều mong muốn đọc lên một câu kệ, nhưng chỉ thốt được một dần đầu, rồi lại rơi vào thiết địa ngục. Phật hỏi nhà vua: Bệ hạ nghe được chữ gì? Bạch Thế Tôn, chữ du. Phật liền đọc hết câu kệ mà kẻ chịu tội muốn thốt lên. Sau đó, ngài bảo vua nói tiếp các chữ còn lại và bổ túc thành 4 bài kệ như sau: Du, tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu, không cứu nổi mạng thân. Sa, 60.000 năm dài, tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi, biết bao giờ được thoát. Na, chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trược. So, xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Thế Tôn đọc và giải thích từng câu kệ, vua nghe qua chuyển động cả tâm can, hiểu rằng tội tà dâm quả thật là nghiêm trọng, sẽ bị đọa địa ngục trong thời kỳ giữa hai đức Phật, rồi qua thiết địa ngục chịu khổ hình thêm 60.000 năm chưa chắc đã mãn. Nhớ lại mình cũng sắp phạm tội, vua tự hứa từ đây dứt hết lòng tham dục vợ người và thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay con mới biết đêm dài đối với kẻ thức. Người lính hầu của vua ngồi gần đó cũng thưa: Bạch Thế Tôn, hôm qua con mới biết đường dài cho kẻ mệt. Thế Tôn nối kết hai câu trên và pháp cú: Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chơn diệu pháp. Vua đảnh lễ Thế Tôn xong, trở về ra lệnh thả hết người và vật tế lễ. Họ được rưới nước trên đầu, trở về nhà và đồng thanh tán thán hoàng hậu Mạc Lợi, chúc bà được khang an trường thọ. Buổi chiều chúng tăng tụ họp trong pháp đường bàn tán về trí tuệ của Mạc Lợi. Đức Phật đang ở trong hương thất nghe được, liền và pháp đường ngồi tòa báo Như Lai và kể chuyện quá khứ. Vua Ba La Nại và hoàng hậu Đi Na.
Xưa kia một hoàng tử đến khấn với vị thần Cây Đa, nếu được thần phù hộ lên ngôi báo sẽ lấy máu của 100 vua và hoàng hậu xứ Diêm Phù Đề này tế thần. Khi vua cha băng hà, hoàng tử giữ lời hứa chinh phục các vua khác, từng người một đủ 100 vua và hoàng hậu đem đến gốc cây nọ, định sẽ bắt uống thuốc độc cho chết. Riêng hoàng hậu Dina của vị vua trẻ tuổi nhất được tha mạng vì đang có mang. Thần cây sợ các hoàng tộc xứ Diêm Phù Đề bị tiêu diệt và rễ cây đa bị ô nhiễm do lòng tin mù quáng của hoàng tử. Tự nghĩ sức mình không đủ, thần cây liền đến cầu cứu các vị thần khác, nhưng đều bị từ chối. Thần đến trời Kakavala rồi tứ thiên dương cũng không nhận lời. Cuối cùng đến trời Đế Thích, thần mạnh miệng quy cho Đế Thích chịu trách nhiệm về dòng máu hoàng tộc. Do đó được Đế Thích, tuy không trực tiếp ngăn chặn hành động của hoàng tử, nhưng bày mưu cho thần. Thần sẽ khoác áo choàng đêm, ra khỏi cây, giả bộ cho vua thấy là muốn đi xa, để vua cầm giữ lại. Lúc đó, thần sẽ ra điều kiện cho vua là phải có mặt hoàng hậu Dina của vua Ugasena mới đúng với lời hứa khi trước. Và bà ta sẽ dạy giáo pháp cho nhà vua, đồng thời sẽ cứu mạng cho các vua và hoàng hậu này. Thế là hoàng hậu Dina được đưa đến. Bà chỉ tiến tới trước chồng mình, vua Ugasena đảnh lễ, dù rằng ông này đang ngồi ở vòng ngoài của 100 vua thua trận. Vua Ba La Nại bị xúc phạm, tỏ thái độ bất bình, bà bèn nói: "Tôi có bổn phận với bệ hạ không? Vị vua của tôi đây là người ban quyền lực cho tôi, tại sao tôi có thể bỏ ông ta để đảnh lễ bệ hạ?" Thần cây quan hô bà, tung qua trước mắt đám đông tụ họp: "Hoàng hậu thật khéo nói." Vua Ba La Nại bảo: "Bà không đảnh lễ ta cũng được, nhưng sao không đảnh lễ thần cây này? Ông ta có quyền lực nhiệm màu, đã ban cho ta quyền thống trị và quy lực của một vị vua." "Tâu bệ hạ, bệ hạ đã chinh phục các vua này bằng tài sức của chính mình. Thần cây chẳng hề đánh bại họ rồi đưa về cho bệ hạ." Bà nói tiếp: "Bệ hạ bảo thần cây có quyền lực nhiệm màu, thế bên trái của thần có một cây đang bốc cháy, sao thần không dùng phép tắt lửa đi?" Thần cây lại tung hô bà như trước: "Hoàng hậu thật khéo nói." Hoàng hậu vừa nói vừa khóc và cười, vua cho bà mất trí. Nhân đó bà kể lại: "Người đàn bà giết con cừu. Thổi xưa tôi sinh vào một gia đình gia giáo, bạn của chồng đến chơi, tôi nhờ nữ tỳ mua thịt về nấu cơm đãi khách. Cô ta tìm khắp chợ không có, vì thấy một con cừu nằm gần nhà, tôi cắt cổ làm thịt. Do ác nghiệp đó, tôi chết đi, bị đày vào địa ngục. Sau bao khổ hình, do quả báo chưa hết, đầu tôi bị cắt nhiều lần bằng số lông cừu. Nếu vua giết hết những người này để tế thần, thì biết bao giờ mới hết khổ đau. Tôi đã khóc vì nhớ đến nỗi khổ trước kia." Bà đọc kệ: "Do tội cắt cổ cừu, đầu tôi phải rơi đổ nhiều lần bằng số lông của chiếu cừu khốn khổ. Nếu vua định giết chết chừng ấy số sinh linh, biết làm sao lường hết nỗi thống khổ điêu linh." Bà đã cười vì vui mừng thoát được khổ ách đó. Thần cây lại tán thán bà: "Vua giật mình vì suýt nữa đã phạm tội ác, không biết bao giờ mới rửa sạch được. Vua ra lệnh thả hết các vua, đảnh lễ những người lớn tuổi và chào kính những người trẻ hơn mình, xin mọi người tha thứ cho mình và cho họ trở về xứ sở." Phật kể chuyện xong bảo chúng tăng: "Không phải bây giờ mặc lợi cứu mạng nhiều người, mà trong kiếp trước bà cũng đã làm như thế. Lúc đó vua Ba La Nại là vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu Dina là mặc lợi và thần cây là Thế Tôn." Đức Phật dạy tiếp rằng đoạt mạng sống của chúng sanh là không bao giờ đúng pháp, mà còn chịu khổ ách lâu dài. Ngài đọc kệ: "Người nếu biết khổ đau bắt nguồn từ sự sống, không còn đoạt mạng sống của người để chịu phiền." Một tăng sinh khó dạy, tìm không được bạn đường.
Đức Phật dạy câu này tại Xá Vệ liên quan đến đệ tử của trưởng lão Đại Ca Diếp. Trưởng lão lúc đó ngụ tại hang Pipphali, có hai đệ tử theo hầu. Một người làm tròn bổn phận, người kia luôn lẩn tránh công việc, thậm chí còn giành công trạng của bạn đồng môn. Tức là khi bạn mình đã chuẩn bị nước tắm cho thầy xong, anh ta vội báo cho thầy để lập công. Anh bạn thấy thế bèn chơi khăm một vố. Khi bạn lười đi ngủ sau giờ cơm trưa, anh đun nước tắm cho thầy xong, đổ vào dại đựng để ở nhà sau, chỉ chừa lại một ít trong nồi đun. Thức dậy, bạn lười thấy nồi đun bốc hơi, đình đình nước đã đun xong, và mang vào phòng tắm, liền chạy đi báo thầy như mọi lần. Trưởng lão bước vào phòng tắm, chẳng thấy nước, chỉ cho bạn lười. Quảng hồn, anh vào nhà bếp cầm giá quậy trong nồi hơi, thấy cạn queo. Anh bực mình mắng bạn là đồ đểu, và lúng ta lúng túng đến chỗ tắm ngoài sông múc nước. Đã thế trở về, còn bị trưởng lão gọi đến dạy bảo: Một tỳ kheo không được nói mình làm xong khi không phải chính mình làm. Khi ta bước vào thấy không có nước, người lại bực bội cầm bình đi. Một vị tăng không được hành động như vậy. Tăng sinh lười đó rất mực giận dữ, cho rằng chỉ vì mấy giọt nước mà thầy la mắng mình như thế. Ngày hôm sau, anh không thèm theo thầy đi khất thực nữa. Trưởng lão phải đi với tăng sinh kia. Khi cả hai đi xa, tăng sinh mang trá đi đến nhà cư sĩ hay hộ cho trưởng lão, bảo rằng ngài khó ở, không đi bát được và xin cúng dường thức ăn. Cư sĩ làm theo, anh ta nhận lấy và ăn hết một mình trên đường về tỉnh xá. Hôm sau, trưởng lão đến nhà cư sĩ, ông ta vui mừng thấy ngài bình phục và còn bảo là nhờ thức ăn do ông ta cúng dường. Trưởng lão không thốt một lời, về tỉnh xá răng đe anh đệ tử mang trá: Ta đã biết hành động của ngươi hôm qua, hạnh xấu này không phù hợp với một người đã từ bỏ thế gian. Ngươi không được ăn thực phẩm do gợi ý. Tăng sinh lười bừng lên ác cảm đối với thầy mình. Anh nghĩ rằng chỉ vì mấy giọt nước thầy mắng mình là nói dối, bây giờ chỉ một nắm cơm của tín thí thầy cấm không cho ăn, vì cho là mình đã gợi ý mưu toan. Thầy còn cho huynh kia một bộ y, quả là thầy đối xử với mình quá tệ bạc, mình phải trả thù mới được. Thế rồi hôm sau, trong khi trưởng lão đi khất thực, ở lại tỉnh xá một mình, anh ta lấy gậy đập hết đồ dùng để ăn uống, nổi lửa đốt lều cỏ của trưởng lão, sau đó dùng búa đập tan nát những gì không cháy hết. Mạng chung anh ta đọa vào địa ngục A Tỳ. Dân chúng đều bàn tán chuyện trên. Có một vị tăng rời dương xá đến kỳ viên giếng Phật, được Phật hỏi thăm sức khỏe trưởng lão Đại Ca Diếp, liền thuật lại tự sự. Phật giải thích không phải lần đầu anh ta nổi giận vì bị khiển trách, mà trong tiền kiếp cũng đã từng làm như thế. Và Phật kể chuyện quá khứ con khỉ và chim Simchila. Thời xưa khi Phạm Ma Đạt cai trị Ba La Nại, một con chim Simchila làm tổ trên vùng Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm vào mùa mưa, một con khỉ đến đó run rẩy vì lạnh. Chim thấy vậy bèn đọc kệ: Như người, này anh khỉ, anh có đầu, tay, chân, lý do gì bào chữa, không làm nhà che thân? Khỉ nhận đúng như thế, nhưng biết không đủ trí khôn để cất nhà. Này chim Simchila, đầu và tay chân ta tuy là giống người thật, nhưng người thông minh thật, còn ta tìm không ra. Chim nghe qua hiểu ngay, kẻ như thế không thể nào ở trong nhà, đáp với giọng khinh bỉ: Kẻ nào không kiên định, bộp chộp và gian dối, không giữ được giới hạnh, sẽ không được phúc lành. Này anh bạn khỉ ơi, hãy cố gắng tới nơi, cố hết sức mình để từ bỏ những thói xưa, xây một lều cho khỏi trung lạnh vì gió mưa. Khỉ bị mắng nhiếc, bừng giận, phen này quyết ra tay cho chim biết hạnh phúc là gì. Nó phá tan nát tổ chim tung ra gió. Chim thoát được bay mất khi khỉ tóm lấy tổ. Sư Thế Tôn hợp nhất những nhân vật trong bổn sanh. Khỉ lúc đó là Sa Di Đốt Nhà, chim Simchila
là Đại Ca Diếp. Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu Sa Di đốt nhà. Vì bất bình khi bị khiển trách, trong tiền kiếp cũng đã làm như thế. Ca Diếp, đệ tử ta nên sống một mình hơn là với kẻ cuồng dại. Và Thế Tôn nói pháp cú: tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình, không bè bạn kẻ ngu. Kẻ giận rủi trong nhà: con tôi, tài sản tôi. Thế Tôn đã dạy câu trên khi ở Xá Vệ, liên quan đến chưởng khố A Nan. Chưởng khố keo kiệt. Chưởng khố A Nan ở Xá Vệ gia sản lên đến 800 triệu, nhưng lại là nhà đại keo kiệt. Cứ mỗi nửa tháng ông triệu tập thân tộc và dạy con trai là Mulasiri 3 điều. Đừng tưởng rằng 800 triệu là món tiền lớn. Có được của chứ bao giờ cho ai. Luôn luôn ráng kiếm thêm nhiều nữa. Nếu hơ hỏng tiền bạc sẽ lọt qua kẻ tay. Tuy từng chút nhưng chắc chắn của cải sẽ bay mất. Và kết luận: xem kìa hương sắc phai dần, kiến tha về tổ chuyên cần làm sao. Ông kia hút mật siêng năng, người khôn chăm sóc kỹ càng gia đình. Sau đó ít lâu, ông chỉ chỗ 5 kho của cải cho con trai rồi qua đời, bị ô danh vì tính keo kiệt. Ông đầu thai vào một trong số 1000 nhà chiên Đà La tại một ngôi làng kế Xá Vệ. Vua hay tin phong cho con trai thừa kế ông làm chưởng khố. Kẻ giận rủi trong nhà: ngàn gia đình này làm thuê kiếm sống, nhưng kể từ ngày bà mẹ mang thai ông, họ không kiếm ra nổi một đồng bạc cũng như một méo gạo để nuôi thân. Họ xì xào với nhau: cậu đang làm lụng mà không đào ra nổi một hộp cơm, chắc phải có một tên giận đen trong chúng ta. Họ chia ra 2 nhóm điều tra cặn kẽ, loại ra tên xấu số đó và đuổi mẹ ông đi. Từ lúc mang thai ông, bà phải vất vả lắm mới sống lay lất qua ngày. Cuối cùng cũng sinh được bé trai. Tay chân mặt mũi, miệng cậu bé không nằm đúng chỗ, nên trông cậu bé thật quái dị, y như một tên quỷ đen đuổi gớm ghiếc. Tuy vậy, bà mẹ vẫn không bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau. Tình mẹ thật bao la. Bà rất chật vật để nuôi con. Nếu mang theo ra đường thì chẳng nhận được gì, nếu để ở nhà thì còn được chút ít. Cậu bé lớn lên và khi đến tuổi xin ăn được, bà mẹ đặt một miếng sành vào tay bảo: mẹ con ta thật khốn đốn cùng quẫn, mẹ không nuôi nổi con nữa, con hãy đi xin. Trong thành người ta bố thí cho người nghèo và du sĩ. Cậu bé đi xin từng nhà, cuối cùng đến nhà mà trong kiếp trước cậu là chưởng khố A Nan. Nhớ lại tiền kiếp, cậu bước thẳng vào trong, qua hết 3 phòng mà chẳng ai trông thấy. Đến phòng thứ 4, mấy đứa con nhỏ của chưởng khố Mulasiri hoảng sợ bật khóc. Đám gia nhân rượt đẩy cậu ta đánh đuổi đi: cút đi, cút đi, tại sao dám vào đây? Cút đi, quái vật hết đứt nói à. Rồi xô cậu vào đống rác. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang đi cất thực với trưởng lão A Nan và đến đúng nhà ấy. Để trả lời câu hỏi của trưởng lão, Thế Tôn kể sự tình. Trưởng lão gọi Mulasiri đến, thế là đám đông tụ tập quanh. Mulasiri không nhìn ra ai khi Thế Tôn chỉ tên ăn mày. Thế Tôn bảo: đó là cha ngươi. Mulasiri không tin. Phật bảo tên ăn mày, tức chưởng khố A Nan, và chỉ cho 5 kho của cải. Cậu ta chỉ đúng, Mulasiri tin chắc và quy y Phật. Thế Tôn nói pháp cú cho ông: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có. Con đâu, tài sản đâu?